Minh được Tường Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trúng số giàu thua, đổi đời như ý, xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Bể trên ban phúc, tài lộc ùa về, đúng tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm 2024. Giới tử vi nhận định chính xác 100% về tuổi Canh Thân sinh năm 1980, được lộc thần tài, đổi đời đại gia, giàu hơn chúng số. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, nam nữ mạng. Tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, mệnh mộc, thạch liệu mộc, gỗ cây liệu đá, khắc bích thượng thổ, con nhà thanh đế, cô quạnh, xương con khỉ, tướng tinh con chó sói. Cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Canh Thân là người có đức tính chăm chỉ, chịu khó, họ có vốn kiến thức sâu rộng, chính là nhờ vào trí thông minh, bẩm sinh và tinh thần hiếu học của mình. Trước khi làm một việc gì đó, Canh Thân thường lên kế hoạch tỉ mỉ chu đáo, rồi mới dựa theo đó mà thực hiện từng bước. Vì vậy, sự thành công đến với họ rất chậm rãi, nhưng chắc chắn Canh Thân có khả năng giao tiếp rất tốt, dễ hòa đồng với mọi người, bản chất họ là người nhanh nhạy, hoạt bát. Nên họ rất sợ sự tẻ nhạt nhàm chán, họ sẽ không thích những công việc mang tính quy trình, lặp đi lặp lại. Trong cung mệnh của Canh Thân, nếu có sao tốt tương trợ và đồng thời luôn biết phấn đấu vươn lên, thì sẽ sớm có được thành công trong sự nghiệp. Và ngược lại, nếu không được sao tốt tương trợ trong cung mệnh là người hèn yếu, dễ bỏ cuộc, không biết vượt khó vươn lên, thì cuộc sống của họ sẽ rất khó khăn. Canh Thân rất ham học hỏi, có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh. Nhờ vào sự hài hước của mình, trong đám đông, tuổi Canh Thân luôn nổi bật thu hút sự chú ý của mình. Bằng những câu chuyện cười thú vị, độc đáo, mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Canh Thân rất giỏi trong cách giao tiếp, ứng xử và thuyết phục người khác, bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ với những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán. Với khó khăn thử thách thì Canh Thân luôn thể hiện với một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt. Nếu làm việc tập thể thì Canh Thân sẽ không bao giờ để mình chịu thua bất kỳ ai. Nếu có người hơn mình thì họ sẽ cố gắng phấn đấu để vượt lên vị trí dẫn đầu. Người này có sức cạnh tranh mãnh liệt và đôi chút ghen tị khi mà người khác đạt được thành công. Tuy nhiên, họ lại rất khéo léo để che giấu đi cảm xúc thật sự của mình, không để cho ai biết. Đa số tuổi Canh Thân làm việc theo cảm hứng nhất thời. Khi tâm trạng tốt chắc chắn họ làm việc hăng say và hiệu quả. Còn khi tâm trạng xấu thì lại tỏ ra chán nản và làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Canh Thân họ rất khôn ngoan trong những trường hợp cần thiết, họ sẽ không bao giờ làm những điều vô ích, không đem lại cho bản thân mình tiền bạc, lợi lộc. Đôi khi có người cho rằng tuổi Canh Thân thực dụng, nhưng chính họ cũng đã công nhận điều này. Canh Thân sinh năm 1980 có thể thành công trên nhiều lĩnh vực bởi từ khi còn trẻ, người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ sung hữu ích cho mình. Họ thích làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy tuổi Canh Thân thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công.
Luận giải tử vi canh thân 1980 năm 2024 cho thấy, tử vi canh thân 3 tháng giữa năm 2024 được đánh giá là khá bình lặng, ít sóng to gió lớn. So với tử vi canh thân cả năm thì dường như bạn chưa tìm ra được hướng đi mới để bước phá, nên chỉ có thể tiếp tục những công việc đã quá quen thuộc từ trước đến nay. Cần chú ý tập trung cho nhiệm vụ của mình, chớ nên lơ là cả những công việc mình đã quen tay. Trong quá trình trao đổi, hợp tác với đồng nghiệp, bạn cũng nên hạ cái tôi của mình xuống để có thể lắng nghe ý kiến của mọi người. Còn nếu cứ khăn khăn làm theo ý mình, bạn sẽ dễ vướng phải các lỗi sai. Tiền bạc chưa có thay đổi gì đáng kể, chủ yếu duy trì các nguồn thu của mình. Nhưng nếu không cố gắng thì có thể trở nên thụt lùi so với người khác, với các đối thủ. Hơn nữa, năm nay có thể xảy ra sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền. Khuyên quý mệnh nên tiêu xài đúng mực, chú ý giữ một khoản tiền tiết kiệm phòng khi khẩn cấp. Tình cảm thì khó được như ý, do chịu ảnh hưởng của nhiều hung tinh, vợ chồng thiếu sự đồng cảm, sẽ chia nên dễ nghi kỵ, mâu thuẫn nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Nếu ai cũng giữ cái tôi của mình, không chịu xuống nước làm hòa, thì rất dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện, phá vỡ hạnh phúc. Sức khỏe, dù không mắc bệnh tật nghiêm trọng, những va quẹt hay bất trắc, bất ngờ có thể ập tới. Theo đó, tuổi canh thân nên đi đứng cẩn trọng, hạn chế đi xa vào các tháng tương xung mệnh chủ, như thế mới tránh được xui xẻo không đáng có. Căn cứ vào hệ thống sao chiếu mệnh và mối tương quan giữa đương số và lưu niên, kênh Minh Đường Tử Vi xin đưa ra những dự định hung cát cho tuổi canh thân ở các phương diện cuộc sống trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm 2024 như sau. Về mặt sự nghiệp, tử vi năm 2024 của 12 con giáp nhận định tuổi canh thân bước vào năm cuối tam tai, cho nên sự nghiệp nhìn chung không có bước tiến triển rõ ràng, nhất là trong giai đoạn giữa năm này. Bạn cần nhắc nhở mình cố gắng vươn lên, chớ đầu hàng nghịch cảnh hoặc tạm dừng những kế hoạch của bản thân, vì đến khi bắt đầu lại, bạn sẽ còn gặp phải nhiều trở ngại hơn đó. Trong 3 tháng giữa năm 2024 này, quan hệ của quý mệnh với bạn bè, đối tác không thực sự hài hòa. Đôi bên không những mâu thuẫn với nhau vì quan điểm đối lập mà còn vì lợi ích. Chính vì thế tử vi khuyên bạn đừng quá tham lam, nghĩ đến việc giành giật công lao của người khác. Song bạn cũng chớ nên quá hiền lành, nhu nhược để người khác chiếm mất cái lợi của mình. Trong quá trình làm việc chung, bạn cần hạ kết tôi của mình xuống và trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn. Đừng trở nên khăn khăn làm mọi việc theo ý mình. Nếu biết phát huy sức mạnh của tập thể, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn. Còn nếu tập thể chia rẽ, ai làm việc của người nấy, thì dù có tài giỏi đến đâu, bạn cũng không thể một mình đương đầu hết mọi vấn đề. Vì công việc khó đạt được bước tiến, cho nên quý mệnh cần tập trung củng cố vị thế của mình. Hãy làm thật tốt các nhiệm vụ được phân công, dù là công việc quen thuộc đi nữa, thì cũng tuyệt đối không nên lơ là, vì lơ là dễ để lại những hậu quả đáng tiếc. Nếu bạn không ngừng cố gắng, thì đến một lúc nào đó sẽ lọt vào mắt quý nhân. Hơn nữa, thời gian này cũng không chỉ toàn những điều bất trắc. Có một vài thời điểm trong năm, các tinh tử vi xuất hiện đem tới cho bạn những cơ hội quý giá. Quý mệnh lúc này cần có con mắt tinh đời để nhanh chóng phát hiện và nắm bắt các thời cơ. Thậm chí dù chưa được thăng chức đi nữa, thì bạn vẫn có cơ hội được tăng lương hay thưởng nóng. Về mặt tài lộc, về tình hình tài chính của canh thân cũng không có nhiều biến động. Trong 3 tháng giữa năm 2024 này, mặc dù có tăng trưởng cũng là tăng trưởng nhẹ, có thể chưa đạt được mục tiêu mà bạn đã đặt ra từ trước. Còn với người làm công ăn lương, thái độ làm việc chưa thực sự nhiệt tình, hơn nữa lại thường xuyên mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến bạn khó có thể được lãnh đạo đánh giá cao. Tuy nhiên, nếu biết thay đổi cách hành xử của mình và tập trung hơn vào nhiệm vụ, thì đến cuối năm bạn vẫn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng khá. Chuyện làm ăn kinh doanh tiến triển đều đều, nhưng nếu so với đối thủ thì bạn có thể trở thành người thụt lùi. Điều này khiến quý mệnh phải nhanh chóng đánh giá lại tình hình thị trường, tìm ra phương hướng phát triển phù hợp với bản thân, không thể mãi dậm chân ở những lĩnh vực quen thuộc. Các dự án đầu tư kinh doanh quy mô lớn cũng có thể chưa thu được lợi lãi ngay lập tức. Trong thời điểm này bạn cần có con mắt tinh đời để nhận ra đâu là điểm mình cần thay đổi, đâu là ưu thế mình cần phải kiên trì giữ vững. Biết phát huy ưu điểm, bạn sẽ dần vượt lên trên đối thủ và khẳng định được vị thế của mình. Chuyện chi tiêu cũng cần hết sức chú ý trong năm nay, do có hung tinh kiếp sát tác động, chính vì thế quý mệnh dễ vướng phải rắc rối, cần phải sử dụng tiền ngay lập tức. Vì thế trong việc chi tiêu cho đời sống hàng ngày, bạn cần phải cân nhắc, sử dụng tiền bạc hợp lý, chớ vung tay quá chán,
rồi cuối cùng khi chuyện cấp bách xảy ra lại phải nợ nần người khác đó. Về mặt tình cảm, gia đạo, phương diện tình duyên chịu ảnh hưởng của cuộc diện tự hình và hạn tam tai 2024, cho nên cũng khó lòng khởi sắc. Có đôi lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản với cuộc sống của mình, quan hệ vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn, trục trặc bởi đôi bên có những quan điểm bất đồng. Vì ai cũng đề cao quan điểm của cá nhân, nên chẳng thể nghe lời ý kiến của người còn lại. Nếu không chú ý hàn gắn, cả hai sẽ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện. Quý mệnh cần xác định được điều gì là quan trọng nhất với mình, là lòng tự trọng hay là quan hệ vợ chồng, con cái. Hãy cân nhắc kỹ trước khi hành xử hoặc nói năng để tránh gây tổn thương cho người thân yêu nhất. Với người còn độc thân, dường như bạn chưa sẵn lòng mở cửa trái tim cho người khác. Bạn sợ hãi những tổn thương quá khứ sẽ lặp lại trong tương lai, nên vẫn cứ mãi tiếp tục đời sống độc thân. Nhưng như vậy lại khiến bạn vô tình bỏ lỡ những cơ hội được tận hưởng hạnh phúc. Lúc này quý mệnh nên có cái nhìn tích cực hơn về chuyện tình cảm và về mọi người xung quanh mình. Bạn hãy dũng cảm cho một người nào đó cơ hội, có thể đối phương sẽ là người giúp bạn bước qua quá khứ. Về mặt sức khỏe, do tác động của hung tinh, cho nên canh thân cũng cần phải giữ gìn sức khỏe của mình. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, bạn cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh làm việc khi mệt mỏi. Quý mệnh lúc này cần giải tỏa bằng cách tâm sự với người thân thiết đáng tin cậy hoặc tham gia vào các hoạt động thể thao, giải trí, hoạt động tập thể. Bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng khiến bản thân ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng cần giữ gìn sức khỏe, duy trì một lối sống lành mạnh nhé. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng, cũng như cẩm nan vượng vận dành riêng cho tuổi canh thân, sinh năm 1980 như sau. Đầu tiên là luận giải tử vi tuổi canh thân, tháng 5 âm lịch 2024. Tử vi tháng 5 âm lịch, tuổi canh thân cho thấy, bạn càng lạc quan thì càng có nhiều năng lượng để đẩy lùi những khó khăn xảy ra với bản thân trong thời gian này. Tháng này bạn nên tránh việc lãng phí thời gian cho những việc không quan trọng, thay vào đó, bạn phải thực sự mạnh mẽ đối mặt với mọi tình huống xuất hiện trong tháng. Nguyệt lệnh lâm quang xuất hiện cho thấy, tháng này bạn phải tự lực cánh sinh, không nhờ được sự giúp đỡ của ai. Thật ra ra chỉ cần ai đó hiểu và an ủi bạn là quá đủ rồi, vì không phải ai cũng có thể ngay lập tức hỗ trợ bạn khi cần. Ý kiến xuất hiện lúc này dự báo mọi người không phải ai cũng ủng hộ những gì bạn đang thực hiện cả. Dù công việc này nghe có vẻ hơi mơ hồ, bạn ít nhất vẫn thấy rất thích thú. Nếu có thể bạn hãy chia sẻ tầm nhìn của mình với người mà bạn có thể tin tưởng, người hoàn toàn không có liên đới gì với sự việc đang diễn ra trước mắt bạn. Sang tháng này, do ảnh hưởng của tỷ kiên gây ra những mệt mỏi, nhiều người là chủ doanh nghiệp đang gặp rắc rối liên quan đến tài chính. Bạn lúc này cần phải cân đo đong đếm kỹ càng với khoản tiền mặt đang có để có thể đảm bảo nguồn thu chi của công ty. Bên cạnh đó, người làm công ăn lương khá an toàn. Nhiều người hiểu rõ tình hình kinh tế trong thời điểm hiện tại, thế nên khả năng tự bảo vệ của cải trong tháng mới của bạn đang dần được củng cố. Thời gian tháng 5 âm lịch này, con giáp canh thân cũng nên thận trọng với những lời mời chào. Nếu có người bạn nào đó đưa ra những đề nghị cộng tác, làm ăn hoặc đơn giản là họ có một kế hoạch kiếm tiền rất thú vị và muốn bạn hợp sức thì bạn nên cân nhắc kỹ càng nhé. Về vận trình tình cảm, chuyện tình cảm không thực sự suôn sẻ khi con giáp tuổi này có phần ích kỷ hơn. Bạn chỉ nên tập trung vào các lợi ích của chính mình, không muốn mất mát một chút nào cả, chỉ muốn có nhiều thêm mà thôi. Thời gian này bạn được dự báo là căng thẳng giữa hai người xảy ra nhiều hơn. Đối phương thường xuyên tỏ ra nóng nảy, cáu giận vì họ không hài lòng với một số quyết định của canh thân. Thất xích bay về phương chính nam, chính vì thế phụ nữ trong gia đình có thể bất hòa khi chia rẽ nội bộ, khiến bầu không khí trong nhà căng thẳng. Tuy nhiên bạn nhớ rằng, khi hai người đã là người một nhà, thì điều quan trọng là có những cách thức để gia đình thêm hạnh phúc, vui vẻ, chứ không phải là cố gắng tranh giành phần thắng thu về mình nhé. Tháng 5 âm này, bạn cũng cần quan tâm nhiều hơn tới khía cạnh sức khỏe của mình. Ngoài ra nếu có điều kiện để thăm nom chăm sóc người bệnh, thì nên dành chút thời gian công sức. Trong thói quen hàng ngày, quý mệnh cũng không nên ăn quá nóng hay quá lạnh, vì cả hai đều không tốt cho sức khỏe. Chỉ nên ăn với độ ấm vừa phải, sẽ tốt hơn cho bộ máy tiêu hóa của bạn. Ngoài ra, cũng không nên ăn đồ quá mặn, quá ngọt, quá cứng, thay vào đó là nên bổ sung nước thường xuyên, không cần phải đợi khát mới uống, cộng thêm tác động của thái tuế gây điềm báo không lành, dễ xảy ra va quẹt bất ngờ,
Chính vì thế thời gian này quý mệnh nên cẩn thận trong công việc. Khi xuất hành bạn cũng nên hạn chế việc đi làm, đi chơi về khuya trong thời gian này cũng nên cẩn trọng nhé. Về cẩm nang vượn vận, quý nhân là tuổi Thìn và Mão, tiểu nhân là tuổi Ngọ và Tuất. Màu sắc may mắn là đen và vàng, con số phát lộc là số 84 và số 65. Tiếp theo là tử vi tuổi Canh Thân, tháng 6 âm lịch 2024. Theo tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, đây là một tháng cần nhiều hơn sự quyết đoán và nghiêm túc của quý mệnh Canh Thân để có thể tận dụng vận may mà bạn đang có. Bước chuyển mình vào tháng mới sẽ là cơ hội mà bạn nên nắm bắt và phát huy tối đa khả năng của mình. Nhờ gặp được cục diện tam hội thái tuế, cho nên vận trình khởi sắc, kéo theo công danh sự nghiệp hứa hẹn đạt bước tiến quan trọng. Đây được coi là tháng có bước chuyển mình và quý mệnh cần nắm bắt cơ hội đó để thể hiện và phát huy tối đa khả năng của mình nhé. Ngay từ đầu tháng, bạn hoàn toàn có thể cảm nhận rõ bầu không khí chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy bản thân không ngừng tiến về phía trước. Tuổi này sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo và cũng là tháng sẽ đạt phong độ cao nhất. Một số ý tưởng và đề xuất của bạn cũng sẽ được đặc biệt đón nhận và giành được cảm tình và đánh giá cao của người xung quanh mình. Tháng 6 này cũng sẽ có nhiều biến động do sự gia tăng về khối lượng công việc. Cho dù đôi khi có thể sẽ bị quá tải một chút, nhưng chỉ cần sắp xếp khéo léo, làm gì cũng để cao quy trình, thứ tự, đổi lại bạn sẽ nhận được trái ngọt khi nằm trong danh sách được đề bạt thăng tiến cao trong dịp giữa năm này. Đặc biệt là có Nguyệt Lâm Đất Quan ủng hộ, tháng này quý mệnh còn có điềm báo, tham gia những buổi chuyên tu, đào tạo, bồi dưỡng, hội họp quan trọng, rất có lợi để tích lũy kinh nghiệm nâng cao chuyên môn. Những cơ hội được rèn giũa trong môi trường chuyên nghiệp như vậy, không phải lúc nào cũng sẵn. Chính vì thế bạn nên tranh thủ tích lũy nhiều kỹ năng và kiến thức, hãy chịu khó học hỏi trau dồi. Chắc chắn sẽ tới lúc bạn có thể vận dụng và sử dụng nhanh chóng các kiến thức này vào cuộc sống. Những bạn đang trong quá trình tìm kiếm môi trường mới, chinh phục lĩnh vực mới, cũng hoàn toàn có thể thử sức, vì đây là thời điểm vàng bạn nhận ra năng lực tiềm ẩn của chính mình đó. Tam hội cục còn mang tới quý nhân, âm thầm giúp đỡ, chính vì thế bạn hãy cứ mạnh dạn hiện thực hóa ước mơ của mình đi nhé. Nhìn chung đây sẽ là tháng cần nhiều hơn sự quyết đoán và nghiêm túc của quý mệnh, để có thể tận dụng vận may mà bạn đang có và mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Cho dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, quý mệnh đều hài lòng với những gì đã đạt được. Thuận đà công việc hanh thông, đường tài lộc của Canh Thân cũng có khá nhiều điểm sáng trong tháng này. Có tam hội cục, lại thêm nguyệt lệnh lâm quang chống lưng. Chính vì thế tài chính gần như không còn là nỗi lo. Quý mệnh dù là người làm công việc cố định hay kinh doanh thì đều có nguồn thu rủng rỉnh hết. Với người làm công ăn lương thì tháng này lương và thưởng đều có xu hướng tăng. Quý mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng. Nếu có mong muốn tăng lương trong tháng, bạn có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một danh sách những con số thuyết phục, tỷ lệ thành công rất cao. Còn người buôn bán cũng hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Quý mệnh luôn ý thức việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau, chăm chỉ, không nề hà bất cứ điều gì, cho nên nguồn thu của bạn cũng khá đa dạng, lớn nhỏ đều có cả. Thu nhập thăng tiến, nhưng đổi lại bạn sẽ phải khá vất vả chạy đôn chạy đáo nhiều nơi để lo việc làm ăn. Thời điểm này, do dịch mã động tinh nhập mệnh, có nhiều vấn đề cần bạn đích thân đứng ra xử lý, dù phải đi xa, nhưng nếu là cần thiết thì cũng chớ nên giao phó cho ai khác, kẻo đối phương làm qua loa hời hợt, vừa tốn công sức, lại vừa dễ hỏng việc. Bên cạnh đó bạn cũng nên có cách quản lý tiền bạc rõ ràng, để giúp hạn chế việc chi tiêu tùy hứng. Quý mệnh vốn chi tiêu hào phóng, cho nên thường không tích lũy được nhiều. Vì vậy, cần phải học cách tiết kiệm, quý mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Công việc bận rộn cũng thường mải mê với những mối làm ăn để cải thiện thu nhập, nhưng không vì thế mà Canh Thân bỏ bê sao nhẫn các mối quan hệ tình cảm của mình, nhờ việc biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Được tam hội cục che chở, cho nên đây là tháng mà bạn rất hài lòng, khi bạn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình và bạn bè, nhờ vậy bạn cũng sẽ được đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích và hỗ trợ. Vợ chồng thì đồng lòng đồng sức, luôn chia sẻ và thông cảm cho đối phương, cho nên không khí gia đình đầm ấm, con cái được nuôi dạy trong môi trường tốt. Người độc thân lại càng có nhiều may mắn, tháng này vận đào hoa khá vượng. Đây là cơ hội tốt cho những ai vừa trải qua mối tình có cái kết không mấy tốt đẹp, để có thể một lần nữa đón không khí lãng mạn. Hãy mở rộng trái tim đón nhận điều mới mẻ bạn nhé!
trong tháng mới, bạn đang duy trì ở mức ổn định, công việc bận rộn, mãi mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu. Đa phần thì bạn ít có thời gian chăm sóc sức khỏe, do vậy bạn càng cần chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể. Rất may là quý mệnh luôn ý thức chăm sóc sức khỏe, bất cứ khi nào có cơ hội, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, bạn vẫn cần chăm chỉ rèn luyện sức khỏe bằng những bài tập vừa sức, cho nên thể trạng vẫn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và làm việc thường ngày. Nếu có thể duy trì thói quen này lâu dài, bạn sẽ có đủ sự sung sức và tinh thần tỉnh táo để theo đuổi mục tiêu của mình. Với những ai phải xuất hành đi công tác xa, thì bạn cần hết sức thận trọng nơi đất khách quê người, phải tự bảo vệ an toàn cho bản thân, chớ nên cả tin mà bị lừa lọc gây nguy hiểm cho mình. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Thìn và Mão, tiểu nhân là Ngọ và Tuất, màu sắc may mắn là màu nâu và xanh, con số phát lộc là số 96 và số 74. Cuối cùng là luận giải tử vi tuổi Canh Thân, tháng 7 âm lịch 2024. Tháng 7 này có sự chuyển biến tích cực ở phương diện công việc và chuyện tình cảm. Quý mệnh lúc này được tử vi cát tinh dẫn đường chỉ lối, thiên vu mang tới cơ hội thăng tiến. Chính vì thế mà tinh thần làm việc hăng say, nâng cao hiệu suất công việc cũng như củng cố tài năng, địa vị, theo đó con đường thăng tiến rộng mở chào đón. Tháng này quý mệnh có xu hướng mạo hiểm chạm mặt, đương đầu với thử thách, để từ đó tìm ra cơ hội thành công lớn hơn. Bạn đang đi đúng hướng đó, các mối quan hệ xã giao cũng ngày càng được củng cố. Canh Thân lúc này hoàn toàn có thể tận dụng điều này để mở rộng cơ hội thăng tiến cho mình. Quý mệnh vốn khéo léo, cho nên việc này không quá khó. Theo lịch vạn niên, tháng này có lục bạch và tứ lục cát tinh đồng cung ở hướng Bắc. Đây là hướng vượn nhân khí, cát khí. Tại đây quý mệnh có thể đặt biểu tượng thuyền buồm phong thủy để thu vượng cát khí, giúp công việc thuận buồm xuôi gió. Hiện nay tài chính của Canh Thân không có nhiều, do thứ tài kém sắc, cho nên tránh xa những việc mang tính đỏ đen, may rủi, kẻo tiền mất tật mang. Tình hình kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, nhiều hạng mục thực hiện khó được như ý muốn. Chính vì thế làm gì cũng phải thận trọng, tiến hành từng bước, lên kế hoạch rõ ràng mới tránh việc bị thu lỗ. Tuy nhiên, tháng này chính tài lại rất ổn định, nguồn thu nhập chính không biến động mạnh. Nhìn chung quý mệnh vẫn rủng rỉnh tiền tiêu, không đến mức phải lo lắng hay vay mượn người khác. Tháng này, cát tinh bát bạch và lục bạch cát tinh ở hướng Đông. Đây là khu vực vượng tài khí trong nhà hay nơi làm việc. Chính vì thế Canh Thân có thể đặt biểu tượng tỷ hưu phong thủy tại đây để tăng cường cát khí, thu hút vận may tài chính trong tháng. Tháng này mộc dục xuất hiện, điều này mang tới vận đào hoa phơi phới, thúc đẩy nhân duyên tốt lành cho quý mệnh. Người độc thân thì liên tiếp đón tin vui, bạn được người thân, bạn bè giới thiệu mai mối nhiều đối tượng tốt, trong số đó rất có thể nhiều người sẽ chọn được người phù hợp, tình yêu cứ thế thăng hoa, tình cảm vợ chồng lứa đôi ngày càng được củng cố, những mâu thuẫn xung đột trước đó được giải quyết triệt để. So với tử vi tháng 6 âm lịch thì tháng này bạn được nhiều cát tinh hỗ trợ. Nhìn chung phương diện sức khỏe của tuổi Canh Thân khá bình ổn, không có nhiều biến động lớn nào. Một số nữ mệnh có thể đón tin vui về chuyện con cái, nhưng lưu ý đi đứng cẩn thận, tránh bị té ngã và chạm mạnh ảnh hưởng sức khỏe cả mẹ và con. Nam mệnh thời điểm này không nên sao nhãng khi tham gia giao thông, tránh tuyệt đối tình trạng rượu bia say xỉn mà vẫn lái xe, sẽ rất dễ xảy ra tai nạn bất ngờ, nguy hiểm tính mạng. Ngoài ra, cần đề phòng các bệnh liên quan đến hệ hô hấp, nhất là những ai có thói quen hút thuốc lá, nên bỏ càng sớm càng tốt, kẻo bệnh tật thêm nghiêm trọng. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là Tý và Thìn, tiểu nhân là Hợi, màu sắc may mắn là vàng và nâu đậm, con số phát lộc là số 54 và số 25. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đúng là có phúc phận riêng, dù làm việc cật lực, nhưng kẻ thì giàu sang sung sướng, người thì nghèo khó bần hàn, có những người thì thông minh, cũng có những người thì chậm hiểu. Ở đời, đâu có nhiều người sinh ra đã được sống trong nhung lụa, vòng xoáy của cuộc đời, với nỗi lo cơm áo gạo tiền, khiến chúng ta luôn quay cuồng và không còn thời gian cho chính mình. Vậy nên, chẳng hà cớ gì, ta lại phải đi cười chê người khác. Gió hôm nay thổi đầu đông, hôm sau có thể thổi hướng tây, phong thủy trước giờ đều luân lưu. Con người sống ở đời ai cũng có lúc có thì, chẳng ai có thể nắm chặt bàn tay mình từ sáng đến tối mà không buông. Người xưa nói câu, cười người chớ có cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Bởi vậy, trước khi chê cười người khác, hãy nghĩ cho kỹ, sau mình có bị cười nhạo lại không? Cười người giống như cười mình, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã,
sống hòa nhã không chê cười người khác, đó mới là cách sống cao minh. Ai đã từng sống trong những ngày khốn khổ mới hiểu nhiều giá trị của bình an, ai đã qua những cảnh đói khát lang thang mới trân quý tưởng bát cơm lót dạ. Đừng bao giờ cho rằng người khác không bằng mình là mình có thể cười người khác ngốc. Người thực sự thông minh đều biết ẩn mình, bạn cười họ, họ sẽ vờ như không nhìn thấy. Không chê cười người khác ngốc, khiêm tốn làm người, đó mới là đáng nể. Nếu bạn sinh ra đã may mắn có được tài năng thiên phú, thì cũng đừng vì thế mà cười chê những người kém cỏi hơn mình. Có câu nói rằng, cần cù bù thông minh, biết đâu trong tương lai, sự cần cù khiến họ bù đắp sự thông minh, và họ trở thành người hơn bạn. Những người thành công trước giờ không bao giờ chê cười người khác, không có bản lĩnh, mà luôn cho người khác cơ hội để phát triển, để trưởng thành. Trong ba người, ắt có một người là thầy của ta, đây mới gọi là làm người. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5, 6, 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, cho người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.